Bây giờ mình ăn gì đây? Mình ăn mấy cái mứt này hả? Thôi thế này ăn thử gừng đi. Thế này ăn thử gừng đi. Trời ơi, chồng thấy lì á, ảnh giận cứng nhắc rồi. Thế này ảnh giận cứng nhắc rồi, thấy lì không có mở được luôn á, để phải gọi mới được. And I dropped powder. Rồi thử hạt sen nữa nha. Trước hết là nó rất là thơm. Trước hết là nó rất là thơm. Quá thơm. Thơm béo ngon. Ăn có mùi sen luôn đó nha. Ăn mùi vị mứt sen á. Ui, nữa. Thấy đủ hoàng á nha. Nó mùi hết đi á. To hết đi vẫn còn lọng cọng á nha. Đủ hoàng luôn. Nó tóm lại rất là ngon. Để thấy này lụm lại sao đi. Đổ chân. Ở nhà thấy cái này lọng cọng. Ăn gì đi, mất tắt nè. Mất tắt này, làm sao đây? Ồ, mất tắt là nó là cái miếng gì á. Cái miếng gì nè. Nó là cái gì nè. Hơi cầu kỳ quá. Thấy liền ăn sao đi. Thấy liền thích ăn sen à. Thấy liền ăn sen. Lụm sen ăn. Mở mặt cô chú nha. Bữa nào đi cắt cái đuôi luôn đi. Bây giờ hết để tóc ngắn rồi. Còn cái đuôi ở ngoài sau á, nực quá. Bữa nào đi cắt luôn cho rồi. À, bữa thì nói là cắt hồi trước giống như là mình giả kiểu ngắn, nhưng mà ngày sau vẫn còn để cái đuôi, nhưng mà chiếc lá hồi khi nào mà thấy Ly không thích lại là cắt luôn. Nhưng mà thiệt bây giờ để tóc ngắn á, thấy nó nhẹ cái đầu á, cho nên bữa nào là cắt luôn, bữa nào là cắt luôn. Hộp dưa thì thấy Ly không biết là thấy Ly có ăn được hay không, tại vì từ lúc bệnh tới giờ á, cả nhà biết là cái tay thấy thì khó cầm được đồ chứ gì, cho nên đâu có cầm được cái hạt dưa đó mà cắn được đâu. Nhưng mà mấy hôm gài á, không phải là mấy hôm gài nữa, mà mấy tháng nay thấy liền luyện công, thấy liền ăn hộp hướng dương. Món đầu con gái của thấy liền á, lắc xì á, hết cự lắm, nó dạy thấy liền ăn. Bữa nào thấy liền kể cho nghe nha, nó dạy thấy liền ăn. Mà giờ hả, ở nhà không ai ăn bằng thấy liền luôn. Cái này tên không? Hayley trở thành chuyên nghiệp luôn á. Người bình thường mà ăn không bằng Hayley luôn á. Hayley tật nguyền mà Hayley còn ăn còn hơn những người bình thường. Bây giờ ai cũng phải là kêu Hayley bằng sư phụ. Tại biết sao không?
ăn ăn hả? Quá trời ăn, mà ăn mấy chục bịch rồi chứ không phải là ăn ít đâu. Ăn mấy chục bịch rồi. Một bịch như vậy á là Haley ăn 2 ngày là hết rồi. Nó nở con chó Haley thiêu quỳ á, mỗi lần thấy Haley cắn cắn cái hộp hướng dương á là anh bỏ hết tất cả chuyện trình đời, anh chạy tới ăn chung Haley. Con chó nào mà ghiền ăn không? Vẫn còn me, mấy cái này thì Haley sợ ăn. Sợ ăn chua. Haley không dám, Haley không dám thử. Tại Haley sợ cái hàm Haley lắm. Nó mà vô dính vô mà đau cái nó giống như là té đái trong quần, cái nhà té đái trong quần. Đái không được mà nó té đái luôn cả nhà biết luôn. Khỏi cần lấy ống thục nha. Nói gì chứ, dễ gì. Ôi, vợ chồng tháo mà sao nó vẫn còn dính trong tay vậy. Chồng thấy liền ổng mà dặn một cái rồi hả, nhà khỏi mở luôn á. Giống như những cái chai bọng ở trong trong gì nè. Trong mấy cái chai bọng mà ở trong trong gì nè, gọi là gì nè, trong kitchen á, trong nhà bếp á. Mà ổng mà dặn lại là mẹ thấy liền không ai mở được luôn á nha. Lấy búa gõ. Dặn cứ ngắt à. Mà cái nhà mất gừng đấy nè, mất gừng. Cái này mất gừng non. Gọi là mất gừng non. Mất gừng non ăn nó ngon. Nó không có cái vị gì gọi là coi như là đắng thiệt là đắng mà nhặn thiệt là nhặn, rất là dễ ăn. Hãy ly sợ. Cảm giác tươi luôn cả nhà. Cảm giác tươi luôn. Mứt gừng non ăn cảm giác tươi luôn. Ngon dữ vậy trời. Bởi vì hả, chị Thiên Nga mà ba giới thiệu món gì là chặt cù mòn đỏ nha cái nhà. Chặt cù mòn đỏ nè, cái món này là hay đợi mong đợi nè. Cái món gọi là bánh tràng thơm. Bánh tràng thơm, thơm là khóm á mọi người nha, là trái khóm, là trái pineapple đúng không? Mẹ thấy liền nói trái thơm nó khác trái khóm. Mà thấy lì đó giờ thấy sao nó cũng giống hệt nhau à, đâu khác trái khóm, trái thơm trái khóm giống hệt nhau à, đâu khác gì đâu. Sau này nó cứ nó không có đủ ôm cần cù cho thấy lì để mà thấy lì bớt lạnh, thấy lì để tóc vô luôn cho nó che. Nữa gớt nữa, gớt quái nhỉ. Bực bội. Lo điệu ngựa. Lo ngựa ngựa đều điệu. Giờ cầm hai tay chắc chắn. Cầm hai tay chắc cú nha. Cho xanh mẹ đẻ lần tiền ăn. Bánh tráng thơm. Thì nó tóm lại là cái này bánh tráng. Rồi nó kẹp vô mứt thơm. Ăn ngon, ngon, chua chua. Cái độ chua nó không có làm cho mình đau hàm. Mà nó không có ngọt quá làm cho mình ngán. Cái mứt nó vẫn còn mềm mại. Nó moist. Tại vì nó còn mọng nước á. Nó không có làm cho, nó không có khô khan. Mà nó không có ngọt làm cho mình ngán. Ăn cái này là cái đầu mình sẽ nghĩ là ăn thêm đó. Này uống trà nó ngon bá phát. Trà sen. Ngon cả nhà, ngon. Rất ngon. Xin lỗi cả nhà nha. Rồi cái này ăn xong á, mình nuốt vô xong rồi á, mình cứ cảm giác là mình muốn nữa. Mình muốn nữa chứ mình không có muốn là bỏ rơi nó. Mấy cái bức này là thấy này không ăn đâu, thấy này để ăn sau. Mấy cái bức này thấy này không ăn liền. Bây giờ thấy này sẽ cắn hộp dưa thử nha cả nhà. Từ lúc bệnh tới giờ là không ăn hộp dưa được. Bây giờ mấy hấm gà là cái tay của thấy này á, là thấy này tập được cầm cái hộp hướng dương để mà cắn nó. Còn bây giờ là coi cầm được hộp dương không. Chứ hết là thấy cầm được rồi đó.
Tại vì hồi trước là không có cầm được luôn á, không có cầm như vậy được luôn. Nó gớp. Nói tiếng chứ nó sao là gớp. Hồi lúc trước là không có cầm được như vậy luôn á nha. Bây giờ để vô miệng cắn nha. Nó hơi khó ăn. Hồi hương dương này thì ăn được. Còn này không không cắn được. Tại vì nó nhỏ, nhưng nó chọt cơ nha. Cái tay Hayley chưa có điều khiển được. Chưa có làm được. Chưa làm được. Hạ úy. Hạ úy ăn sao ta? Hồi đó chưa ăn. Mình ăn nhỏ hả? Mấy cái này cũng rất là kỳ công để ăn cả nhà. Không ăn được. Hay là không ăn được. Bó tay đó. Bây giờ chỉ có ăn hộp gì nè. Hộp hướng dương hết ăn được không? Còn này là thơm. Hay là thơm. Thơm. Hay là ăn là sen. Hay là thịt ăn sen. Món cầu mà. Món cầu. Ngồi chanh gừng. Mứt tắc. Mứt tắc nãy coi. Mở cho cả nhà rồi. Món cầu thơm. Thơm nhiều là món cầu á ta. Ha, nhiều là món cầu á. Món cầu Sài Gòn. Để hãy đi thử món cầu Sài Gòn coi. Nó xỉ làm sao mà thành giòn được ta? Chua không ta? Sợi chua quá à. Ủa nó nói cái này mặn cầu xỉ giòn mà sao nó không có thấy nó giòn mà sao thấy nó mềm èo cả nha. Không thấy nó giòn, thấy nó mềm èo. Cái này sợ quá. Chua. Ủa nó xí giòn mà đói giòn lắm cả nha. Thấy nó mềm mềm quá. Nó ngon. Nhưng mà thấy thì thấy là nó không có chua nhiều cả nhà. Nếu mà người bình thường nó không có chua. Tại vì cái má của thấy liền nó bị sensitive á. Cho nên nó mới thành vậy. Nhưng mà đối với thấy tỉ như thấy liền mà hồi xưa là ăn giờ là không có chua. Tại vì cái nerve của thấy liền nó bị sensitive. Nó mới vậy thôi. Nhưng rất là ngon. Rất là ngon. Nhưng phải xí giòn. Mà xí dẻo. Mà để xí giòn. Thấy thì ăn thấy nó dẻo dẻo à. Chị Nga ơi, món gì nó cùng ngon hết này. Em cưng chị quá, chị Nga ơi, em cưng chị quá. Cảm ơn nhiều. Thương mà quá bà nội ơi. Ôi, bây giờ xong cái màn này đi ha. Bây giờ mình qua cái màn chà bông. Qua cái màn chà bông. Nó cái gíp, hộp gíp đẹp cả nhà. Cái hộp gíp này nó cũng có hai cái muỗng cây này nó cả nhà, rất là dễ thương á. Muỗng cây xinh xinh này là rất là dễ thương. Đó. Hồi bữa Hayley cũng định mua hộp hộp kia. Vì hai cái muỗng này á cả nhà năm mấy đô mà định mua hai cái hộp kia. Đó định mua cái hộp kia vì hai cái muỗng này á. Thấy vô duyên không? Mà giờ chị Nga tặng rồi. Khỏi tốn tiền. Đó, thì đây là gì chà bông tôm nè, chà bông lương nè, chà bông cá lóc nè, chà bông ếch nè. Bốn loại chà bông này từ nhỏ tôi thấy là chưa bao giờ được ăn cái nhà. Thấy thì chỉ được ăn là chà bông heo thôi. Đó. Thì hôm nay ăn tất cả loại mứt.
và trái cây của chị Nga tặng. Chúc phúc chúc Tết cho Hailey, ấm lòng lắm rồi. Cái này bữa nào Hailey ăn cơm, Hailey review sao nha cả nhà. Tại vì ăn giờ là Hailey thấy Hailey no lắm rồi. Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ quà Tết cùng với Hailey. Và Hailey chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe. Và nhớ cho Hailey like mở hàng cả nhà. Like với lại share, với lại đăng ký kênh mở hàng đầu năm cho Hailey nha. Cái đó là gọi là cái lì xì cho Hailey đi ha. Hailey chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha cả nhà. Thương cả nhà rất là nhiều. Và mong cả nhà luôn luôn lúc nào cũng thiệt là may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Và sức khỏe quan trọng nha cả nhà, sức khỏe quan trọng. Nhớ đừng bao giờ bỏ kênh Hailey nha. Nhớ đừng có tua video Hailey nha. Và nhớ bình luận, và nhớ đăng ký nếu chưa được đăng ký. Và nhớ đừng xóa kênh Hailey mà, gánh quá à. Đăng ký thì đã rồi xóa làm sao không hiểu à. Có cái gì không thích mình hãy nói cho đi, chứ mình đừng có cái chơi cái trò như vậy nha. Buồn á, Hailey buồn lắm. Bye bye cả nhà. Bị điên cả nhà khùng khùng. Ở nhà trong phòng mình biết có ngày gì nè cả nhà, gãy đầu gì nè, không gì chơi, chán rồi là chán luôn. Bye cả nhà, love you, bye bye, thương cả nhà rất nhiều. Happy New Year, love you, happy New Year, love you, bye bye.